Chào thầy, anh em buổi chiều nha. Hôm nay nó về cái cây bơm của Nhật Kawasaki nha. Cái này là đáng nó không có cái bơm đuôi, là nó bắt thành cái nắp bịt của nó, nhưng mà tại vì mình bán cho cái người kia cái bơm rồi, cho nên nó họ không lấy cái bơm đuôi, cho mình lấy cái bơm đuôi mình gắn cho qua mình này. Đây, cái này là K5V80 nha, đĩa mỏng, độ nghiêng lớn. Đấy, K5V80 nha anh em, đĩa mỏng, xi lanh ngắn. Đó, hàng là rất là chuẩn nét, hàng là nghiêm nha, rất nghiêm. Phần M1 K5V80, cái này áp nó lớn hơn thằng K5V63, tại vì cái đĩa giạc của nó, nó giạc mỏng để cho nó mở lượng lượng lớn hơn chút. Đó, anh em cần thì alo nha, 0907 255 116, với nhớ là đăng ký để xem những video mình làm, những cái video mới hơn về các cái dòng bơm cũng như các loại phụ tùng. Anh em nhớ like và theo dõi nha, mình cũng up trên YouTube luôn đó. Thì gửi đến anh em cái video này rất là chuẩn đét nha. Đó, thì anh em cần thì alo 0907 255 116, ngã tư An Sương, quận 12 ha. Dần dần mình sẽ quay được nhiều video, nhiều cái loại bơm về, rồi mình gửi hết tại nhớ anh em. Mong anh em chia sẻ, thích và chia sẻ. Rồi chúc anh em một buổi chiều coi như là mua may bán đắt nha. Chúc anh em thợ sửa may mắn. Cần thì alo 0907 255 116 nha. Xin chào, thân ái.